Các bạn ơi, hôm nay tiện mèo sen về một bé mèo anh lông ngắn màu xám xanh mọi người nè. Một em mèo rất là xinh và đáng yêu. Ôi nằm ngủ à. Một em mèo lông thảm, mép dày mọi người nha. Ôi xinh chết, mọi người nhìn thấy chất lông của bé chưa? Rất là sang nha, rất là mịn, siêu dày và siêu mượt luôn mọi người ơi. À, đứng lên chơi đi con. Chọn vía bé này nhanh nhẹn, hoạt bát, quấn chủ mọi người nha. Về nhà mới nhưng không hề lạ một chút xíu nào cả. Em ấy thì mới được đón từ trại lên, nhưng mà về nhà mới cũng rất là chịu chơi và chịu ăn mọi người ạ. Tính cách phải nói rất là hoạt bát. À, đứng lên chơi nào con. Đứng lên chơi đi, nãy quậy lắm mà. Hả? Lười à? Chơi chán rồi bên lười chơi à? Đáng yêu mọi người ơi, có 3 triệu thôi mọi người ạ. 3 triệu thôi là đó ngay được em mèo anh lông ngắn thuần chủng màu xám xanh ở tiệm mèo sen mọi người nha. Lông thảm, mép dày, ôi xinh thế nhở. Rồi, sen kết em chưa? Sen nào bồ kết thì rước em về nha. Cái tướng ngồi nằm trông trông ghét thế không biết. Mọi người ơi, mình kết thúc video của bé đây nha. Hẹn các bạn ở những video lần sau nè. Bye bye mọi người nha.